Trong thực tế, việc sử dụng phân đạm thông thường chỉ đạt hiệu quả từ 50 đến 60%. Nguyên nhân do phân đạm tan nhanh, dễ bị bốc hơi và bị nước cuốn trôi, rễ không hấp thu hết phân bón. Nay đã có phân bón tiết kiệm đạm Flex. Đạm Flex có độ liên kết mạnh, không bị nước cuốn trôi. Đạm Flex được áo bên ngoài một lớp humalite nên chậm tan, ít bay hơi, rễ lúa hấp thu phân bón hiệu quả, tiết kiệm được 20% lượng đạm. Sử dụng phân tiết kiệm đạm Flex, lúa khỏe, ít sâu bệnh, năng suất vượt trội. Sản phẩm của tập đoàn Lộc Trời. Kính chào bà con nông dân và các bạn đang đến với chương trình nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng do Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng và Tập đoàn Lộc Trời phối hợp thực hiện. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong những năm gần đây, giá sầu riêng tương đối thuận lợi, chính vì thế mà nhiều bà con nông dân đã đưa cây sầu riêng vào cơ cấu cây trồng của gia đình mình. Tuy nhiên, để có được một vụ mùa sầu riêng thuận lợi và đạt năng suất cao thì không phải là điều đơn giản. Làm thế nào để cây sầu riêng có thể phát triển tốt, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại, biện pháp dinh dưỡng như thế nào cũng như là đi đọt ra sao trong giai đoạn cây sầu riêng mang trái? Đây sẽ là chủ đề chính trong chương trình nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng với chủ đề sầu riêng cây khỏe trái đều. Trước hết, mời bà con nông dân cùng làm quen với các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu thạc sĩ Nguyễn Văn Thơ, trưởng phòng kỹ thuật dinh dưỡng tập đoàn Lộc Trời. Xin giới thiệu thạc sĩ Mai Văn Trị, giám đốc trung tâm nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam Bộ. Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia cùng với chúng tôi trong chương trình tuần này. Và trước khi bắt đầu chương trình, mời bà con nông dân và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Cây sầu riêng đã bám rễ trên vùng đất Lâm Đồng từ nhiều năm qua, với hai hình thức canh tác chủ lực là trồng thuần hoặc trồng xen trong vườn cây công nghiệp dài ngày hiện có. Đặc biệt với hình thức trồng xen sầu riêng trong vườn cà phê, bà con nông dân vừa có thêm thu nhập, vừa xây dựng mô hình canh tác bền vững, nhờ cây sầu riêng phát triển tầng trên, tạo bóng mát và chắn gió cho cây cà phê ở tầng bên dưới. Đã đầu tư thì nó cho mình ăn như thế rồi thì mình phải cho nó ăn phải một nửa. Thì mình chỉ thu một nửa thôi thì mình mới bảo đảm được cây. Trong cái đoạn này là bón phân thì là nó đang hoa nó nụ như thế này thì em bón 15-15. Không thì bón 16-16, coi như thế ba chất là nân, cani, đạm. Thời gian gần đây, nhờ giá sầu riêng trên thị trường ổn định, cây sầu riêng càng được nhiều nông hộ trong tỉnh tập trung đầu tư. Thống kê của ngành chức năng, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 7.000 hecta sầu riêng, trong đó có gần 5.000 hecta được bà con nông dân trồng xen trong vườn cà phê. Diện tích kinh doanh là trên 4.000 hecta với sản lượng trên 42.000 tấn một năm. Mình thì không biết, chỉ có biết chăm bón theo tập quán từ xưa nay. Cứ chăm phân nọ phân kia thì cứ đổi thay đổi. Chứ còn cũng chưa biết về kỹ thuật chăm sầu riêng như thế nào mấy. Hiện nhiều diện tích sầu riêng ở Lâm Đồng đang trong giai đoạn ra hoa mang trái. Đây là thời kỳ rất quan trọng, quyết định năng suất và chất lượng của các vườn sầu riêng. Nếu kỹ thuật chăm sóc, cung cấp dinh dưỡng và nguồn nước không đảm bảo, thì cây sầu riêng rất dễ bị hiện tượng rụng trái non, giảm năng suất. Vâng, chúng ta vừa theo dõi một số hình ảnh về tình hình chăm sóc cây sầu riêng của một số bà con nông dân ở địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thưa thạc sĩ Mai Văn Trị, không biết là với những hình ảnh vừa rồi thì ông có nhận xét như thế nào? Liệu rằng là nông dân Lâm Đồng có làm khác với những nông dân vùng khác không ạ? Thì kính chào bà con nông dân. Thì trước hết chúng tôi xin có một số nhận xét sau. Cái thứ nhất là ở đây trồng sầu riêng có hai cái lề lối canh tác. Thứ nhất là bà con trồng xen với lại cây khác. Đặc biệt là trồng sen phổ biến với cây cà phê. Thứ hai nữa là trồng thuần. Trong khi những cái vùng khác thì cây sầu riêng hầu hết là được trồng thuần. Khi chúng ta trồng sen với cây cà phê thì chúng ta phải có một cái cách canh tác nó khác so với trồng thuần. Và đối với cây sầu riêng thì bà con lưu ý là nếu mà trồng sen với cà phê thì cái việc bón phân cho cây cà phê nó phải tuân thủ theo cái bón phân của cây sầu riêng. Và cái việc tưới nước cũng như thế. Lấy cây sầu riêng làm trọng tâm để tránh ảnh hưởng đến cái chất lượng của quả sầu riêng. Đặc biệt là trong cái lúc mà giá sầu riêng nó tốt nhưng mà giá cà phê nó không tốt như hiện nay. Cái thứ hai nữa là cái việc bón phân nó cũng phải thay đổi theo so với lại trồng thuần. Do đó bà con cần lưu ý cái việc sử dụng phân bón thì sen canh nó sẽ khác biệt.
và cần thiết chúng ta phải tư vấn những nhà chuyên môn để người ta giúp cho mình cái khâu này. Cái nữa là cái vườn cây hiện nay thì theo tôi nhận thấy là bà con cũng chưa có làm mô để trồng, do đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà thoát nước vườn cây sau này và rất khó trong việc đối phó với cái bệnh thối rễ, thối thân do Phytophthora gây ra. Cái nữa là chúng ta cũng không thể tạo cái điều kiện thoát nước tốt cho vườn cây để làm sao cho cây nó ra đọt đồng loạt và tập trung giúp cho cái việc ra hoa và đậu quả nó thuận lợi. Cái nữa thì hầu hết bà con nông dân chưa nắm được cái quy trình cơ bản để bón phân cho cây sầu riêng. Do đó thì chúng ta cần phải tư vấn với chuyên môn để chúng ta có cái biện pháp bón phân thích hợp cho từng vườn cũng như là cái tuổi cây để đảm bảo cho cái vườn sầu riêng chúng ta đạt được cái năng suất cao và chất lượng tốt để được cái hiệu quả cao hơn. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn Thạc sĩ Mai Văn Trị. Thưa Thạc sĩ Nguyễn Văn Thơ, hiện nay thì với những thông tin mà Thạc sĩ Trị vừa mới chia sẻ cũng như là cái cách chăm sóc của bà con nông dân thì chúng ta có những cái giải pháp nào để giúp bà con nông dân có thể quản lý được dinh dưỡng tốt hơn cho cây sầu riêng không ạ? Kính thưa quý bà con nông dân, thì qua phóng sự vừa rồi đó thì ngoài những cái mà Thạc sĩ Mai Văn Trị vừa chia sẻ về cái vấn đề canh tác, về cách lên mô làm liếp cũng như là cách mà chúng ta chăm sóc cái vườn trồng sen với trồng chuyên nó khác nhau thế nào, thì nó phát sinh ra một số cái vấn đề trong phóng sự. Chúng ta thấy là cái bông á, như chúng ta thấy một cái phóng tử bông ra rất nhiều nhưng mà thực ra cái bông rất là nhỏ, thì nó ra nó thể hiện được cái sự mất cân đối dinh dưỡng trong đó. Cũng bông nhỏ như thế thì khả năng đậu quả rất kém và khả năng bị rụng hoa và khả năng ra đọt trong thời điểm mà đậu quả thì nó sẽ rất là cao. Tại vì khi đó chúng ta đưa phân vào thì cây nó đủ số lá để nuôi được cái trái đó, cho nên nó sẽ ra thêm cây đọt nữa. Và đó cũng là một cái vấn nạn hiện nay đối với dân sầu riêng, dân mà trồng sầu riêng bà con rất sợ là khi mà sầu riêng đang ra hoa và đậu trái non mà đang ra đọt thì đó là bà con rất là sợ, nhưng bà con không biết cách nào để khắc phục hoặc là khắc phục không có trọn vẹn làm ảnh hưởng tới cái năng suất của bà con nông dân. Thì như vậy thì bà con cũng nên chú ý là để cho một cái sầu riêng khỏe thì chúng ta phải chăm sóc từ giai đoạn ban đầu, từ lúc ngay sau thu hoạch, chứ chúng ta không thể nào chăm sóc ngay thời điểm cây ra hoa mới chăm sóc thì như vậy nó rất là muộn. Tại cây ăn trái chúng ta đang ăn trái lâu năm, cho nên khi chúng ta làm một cái vấn đề nào đó chúng ta phải làm một cái lộ trình hoặc có thể một quy trình hướng dẫn cụ thể của một số các bộ kỹ thuật hay là theo cái khuyến cáo của cơ quan chức năng địa phương ở trạm khuyến nông hay là chi cục bảo vệ thực vật hay là ở miền Đông thì có viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam và chi nhánh là giám đốc trung tâm giống miền Đông chỗ Mai Văn Trị làm giám đốc, thì chúng ta thấy là có phải theo một cái lộ trình mà chăm sóc như vậy nó hợp lý hơn. Thì lưu ý bà con nông dân là trong giai đoạn mà hiện nay đó bà con quan tâm nhất là xử lý ra hoa và làm sao cho cái nó đậu trái được, đừng ra đi đọt. Thì xử lý ra hoa được thì bà con cần phải bổ sung thêm lân lượng cao, hàm lượng cao hơn, tức là bà con phải bón cái tỷ lệ mà 1:2:1 đạm lân kali trước khi xử lý ra hoa theo tỷ lệ như vậy. Và tùy theo tuổi cây chúng ta sẽ có cái lượng phân bón khác nhau và sẽ có cái bộ tư vấn cụ thể từng vườn, như vậy nó sẽ sát thực tế hơn. Và khi đó chúng ta sẽ bổ sung lên trên một số sản phẩm mà nó có mang có chất kali cao đó để ức chế lại cái khả năng sinh trưởng dinh dưỡng của cây sầu riêng, thì như vậy nó sẽ chuyển qua quá trình sinh trưởng thực tốt hơn, thì quá trình siết nước và xử lý ra hoa của bà con sẽ diễn ra trọn vẹn hơn. Và như vậy thì khi đủ dinh dưỡng thì cái chồi hoa sẽ rất là mập và đều. Thì vấn đề đậu trái trong thời điểm nắng nóng thế này đó, nếu như sầu riêng đang thời điểm này mà bà con có vườn ra hoa hay chuẩn bị ra hoa thì sẽ rất là bất lợi, tại vì điểm này nắng rất là nóng và thỉnh thoảng lâu lâu nó có những cơn mưa sớm đầu mùa bất chợt, thì dẫn đến hiện tượng bị chết phấn hay là hiện tượng bị bệnh trên cây trồng á, thì cũng sẽ diễn ra. Thì bà con phải chú ý phòng trừ và chúng ta phun thêm những hoạt chất có chứa bo để mà bổ sung thêm cái sức sống hạt phấn và bổ sung thêm cái khả năng tăng cường khả năng nảy mầm của hạt phấn được tốt hơn, thì quá trình đậu phấn diễn ra nó được trọn vẹn hơn. Thì đó là một số lưu ý về cái sản phẩm. Ngoài ra một số các canh tác chúng ta thụ phấn thêm cho sầu riêng ban đêm thì đó cũng là một giải pháp để tăng được cái năng suất và cũng tăng được khả năng đậu trái của sầu riêng rất tốt trong thời điểm hiện nay. Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời. Thưa bà con nông dân, bên cạnh những giải pháp về dinh dưỡng thì đối với cây sầu riêng cũng có rất nhiều vấn đề mà bà con nông dân quan tâm, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với những ý kiến của bà con nông dân đã gửi đến chương trình. Bà con nông dân thường là không biết gì về cái chất dinh dưỡng ở trong cái cây sầu riêng nó nhu cầu nó như thế nào, cho nên là bà con nông dân thường thường là không biết tưới nước là bao nhiêu, cũng không biết bón phân là bao nhiêu, thì muốn hỏi các cái nhà khoa học về chuyên ngành về cái cây trồng thì để hướng dẫn cho bà con biết để làm cho cái cây sầu riêng nó năng suất mà nó bền vững. Trên cùng một mảnh vườn thế nhưng mà cũng có những cái cây nó bị bệnh,
Thế nên là cây bị bệnh thì nó yếu thì cũng muốn là các nhà khoa học hướng dẫn cho xem nào những cái cây yếu thì những cái cách khắc phục như thế nào. Thế ở cái giai đoạn nuôi hoa, nuôi trái như thế này thì cái lượng dinh dưỡng của những cây khỏe và những cây yếu nó có sự chênh lệch nhau, thì các nhà khoa học phổ biến cho bà con nông dân biết để canh tác tốt hơn trên mảnh vườn của mình. Đi đọt rụng trái cũng có, tại vì nhiều khi cái đọt nó ra nhiều quá thì nó lại rụng cái trái, cho nên muốn làm như thế nào thì lại phải hỏi các nhà khoa học để xem nào cái đọt như thế nào và cái trái như thế nào để cho mà giữ được trái mà vẫn giữ được đọt. Chủ yếu mà vườn nhà tôi nó bị xảy ra là cái trường hợp mà bị rụng lá non và rớt lá rất là nhiều, đọt nó chỏng lên, lá thì nhỏ. Nói chung là bây giờ tôi rất muốn được biết về cái phương pháp mình chăm sóc như thế. Cái đó thì nó tại cái gì? Tức là bây giờ để mình khắc phục cái việc đó. Bởi vì chúng tôi rất là khó để mà xác định nó là cái gì để mình điều trị cho cái cây. Và rồi có một cái hiện tượng tiếp theo nữa là khi mà dân muốn làm đọt và muốn làm cho cây ra hoa được ấy, là một cái việc rất là khó để xác định, không biết làm như thế nào. Mà trong khi đó thì có nhiều khi là đọt và đọt thì ra sau mà mắt cua thì ra trước. Thì cái điều đó đến khi mà cây xả nhị không kịp được với đọt này, tranh chấp giữa đọt và hoa thì rất dễ xảy ra. Đấy, cho nên là bây giờ tôi rất muốn cái hỏi về cái quy trình mình làm và cái cây nó biểu hiện như thế nào thì mình nên làm như thế nào để cho giữa hoa và đọt nó phù hợp với nhau để tránh cái chuyện tranh chấp dinh dưỡng và rụng mất hoa mất quả. Vâng, có vẻ là rất nhiều vấn đề được bà con nông dân đặt ra. Thưa thạc sĩ Mai Văn Trị, đối với những ý kiến vừa rồi của bà con nông dân thì không biết là thạc sĩ có những cái ý kiến và những lời khuyên như thế nào đến bà con nông dân ạ? Xin chào bà con nông dân. Thì cái vấn đề bà con đặt ra thì thực ra nó rất là lớn. Nó bao trùm toàn bộ cái quy trình canh tác của cái vườn sầu riêng. Thì riêng về mặt dinh dưỡng á, thì như thạc sĩ Thơ đã trình bày, thì tôi xin nói ngắn gọn lại là cây sầu riêng là một cây lâu năm, và khi mà cây nó ra quả đó, thì nó sử dụng rất là nhiều dinh dưỡng được tích lũy trước đó ở trong thân, cành, lá, rễ. Và như thế nếu qua một vụ thu hoạch đó, thì cái dinh dưỡng này nó để được sử dụng rất là nhiều và còn lại rất ít. Do đó thì chúng ta cần phải bổ sung phù hợp để nó đảm bảo cho cái năng suất vụ sau. Sau khi thu hoạch thì có khoảng 5 tháng nữa để chúng ta chăm sóc bón phân cho cây, để cây nó tích lũy dinh dưỡng để chuẩn bị cho ra hoa vụ tới. Do đó trong thời điểm này chúng ta cần phải bón phân đầy đủ, thích hợp, kết hợp với tưới nước và tỉa cành tạo tán để giúp cho cây nó phục hồi và nó sinh trưởng tốt, đảm bảo cho cái ra hoa sau nó tốt. Thì bà con lưu ý là đối với cây sầu riêng mà giai đoạn ra cho trái đó, thì chúng ta không thể bón các loại phân ngang như nhau, đều như nhau cùng một công thức được, mà mỗi cái giai đoạn sinh trưởng, xin lỗi, mỗi giai đoạn phát triển thì bà con cần bón cái mức độ NPK khác nhau. Thí dụ như là chia làm 4 giai đoạn chính, là sau thu hoạch, trước ra hoa, rồi trong giai đoạn là đậu trái, nuôi trái và trước thu hoạch, thì 4 giai đoạn này mức bón khác nhau. Thì chúng tôi sẵn sàng cung cấp cái quy trình cụ thể cho bà con nông dân để bà con nông dân thông qua đó mình có thể tham khảo và áp dụng cho cái vườn mình. Thì ở đây chúng tôi xin nói một số cái nguyên tắc chung đó, là đối với cái cây sầu riêng mà trước khi mà ra hoa thì bà con bón phân đó, thì người ta bón phân nhiều là phân kali và phân lân, và bón ít phân đạm hoặc là không bón, để làm sao cây nó tập trung nó ra hoa mà nó không phát triển cái chồi non. Cái thứ hai nữa là cái việc tưới nước ở giai đoạn này người ta cũng phải căn cứ theo cái độ ẩm của đất và có xu hướng là tưới giảm dần để giúp cho cây nó ra hoa tốt. Sau khi mà cây nó ra bắt đầu nhú cái mắt, như bà con gọi là nhú mắt cua đó, thì chúng ta cần phải bón bổ sung thêm phân. Thì giai đoạn này bà con nông dân có thể phun hoặc là bón thêm phân nitrat kali để giúp tăng cái số hoa ở trên cây. Và nếu mà sau đó mà còn bà con thấy cây nó thiếu và chúng ta cần cái biện pháp để tăng cái độ quả đó, thì giai đoạn này bên cạnh bón các loại phân NPK như đã trình bày,
thì bà con cần bổ sung thêm một số cái nguyên tố vi lượng nếu mà vườn cây nó thiếu. Trong đó các cái dinh dưỡng ví dụ như là canxi, bo, rồi magie và kali rất quan trọng đối với việc tăng cái đậu quả. Thì trong giai đoạn này người ta thấy là nếu mà bón phân, bón lá mà có chứa những yếu tố đó thì nó sẽ giúp tăng cái đậu quả. Thì cái phân kali và magie thì thường nó được kết hợp chung với cái phân bón hợp chất. Chúng ta bón 4 lần chín rồi, do đó trong giai đoạn này thì bón bổ sung canxi và bo sẽ giúp cho cái việc đậu quả cây sầu riêng nó rất là tốt. Thì bà con cũng lưu ý là ở đây cái số hoa trên cây sầu riêng thường là rất là lớn. Do đó thì nếu mà căn cứ số quả chúng ta thu hoạch đó, thì số hoa rất là thừa. Cho nên vấn đề chúng ta ở đây là tăng cường cái chất lượng của cái hoa chứ không phải là tăng cường số lượng. Và cái tăng cường chất lượng thì sẽ giúp cho cái việc đậu quả sau này nó tốt hơn. Thì bà con lưu ý là nếu mà cây sầu riêng mà ra hoa nhiều á, thì người ta cũng phải tỉa bớt hoa để giảm thiểu cái tiêu thụ dinh dưỡng do cái việc nuôi hoa nó gây ra và giúp cho cái cây nó đậu quả tập trung cũng như là cái quả hình thành trên cành ở vị trí chúng ta mong muốn. Do đó thì những cái hoa ở đầu cành thường là được tỉa bớt và tỉa thưa ở cái phần giữa cũng như là gần trong thân. Chỉ chọn lại những cái chùm hoa tốt để giúp cho cái việc đậu quả nó thuận lợi. Và cái số quả sầu riêng chúng ta cần trên một cây cũng không nhiều so với số hoa. Thì thông thường chúng ta cần từ 50 đến 200 quả trên một cây để thu hoạch. Do đó thì tùy theo cái mật độ trồng cũng như là tùy theo tuổi cây chúng ta sẽ duy trì số quả thích hợp cho cái vườn của mình. Và như thế thì ở đây vấn đề là chúng ta tăng chất lượng hoa, tăng chất lượng quả chứ không cần phải là tăng số lượng. Thì bà con có lưu ý là hai cái yếu tố mà làm cho cái sầu riêng nó bị rụng trái non nhiều á. Thứ nhất là như chúng tôi đã trình bày là cái tỷ lệ canxi và bo nó không phù hợp. Nếu cái vườn mình mà bón phân không đủ những yếu tố này thì chúng ta cần phải phun thêm phân bón lá ở giai đoạn này để giúp cho cái tỷ lệ nó đạt được cái mức độ thích hợp. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải ngăn ngừa cái việc mà cây nó ra chồi non ở giai đoạn cây ra hoa và đậu quả. Bởi vì cái việc ra chồi non nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng và nó làm cái lượng auxin ở trong cây nó tăng lên, dẫn đến là nó làm tăng cái khả năng rụng quả non. Do đó thì cái số quả non rụng nhiều và cái số quả chúng ta còn lại nó sẽ ít đi. Do đó trong cái quy trình mà canh tác á, chúng ta cần phải bón phân tập trung ở những lần chín kết hợp với tưới nước thích hợp để làm sao ở cái giai đoạn mà cây nó nhúi bông và cái cây đậu quả đó thì hạn chế ra chồi non. Ở Thái Lan thì khi mà người ta phát hiện cái cây có xu hướng nó ra chồi non ở giai đoạn này thì người ta sẽ bón nhiều cái phân nitrat kali, nghĩa là bón phân kali cao để làm sao nó ức chế được cái sự phát triển của các cái chồi non này. Và nếu lỡ chồi non nó hình thành đó, thì người ta sẽ bón cái phân chứa nhiều kali như là nitrat kali hoặc là một số phân hợp chất có chứa cái tỷ lệ kali cao, thí dụ như là NPK có thể là theo tỷ lệ 1:1:3 cộng với lại cái chất điều hòa sinh trưởng kìm hãm cái phát triển của chồi non để làm sao cây nó tập trung nuôi quả và cái chồi non nó không phát triển nhiều được. Tuy nhiên những vấn đề này nó khá là phức tạp và nó phải có một cái biện pháp kỹ thuật cụ thể cho từng vườn. Do đó bà con nên tư vấn cán bộ kỹ thuật chuyên môn để người ta có thể giúp mình giải quyết trong trường hợp này. Còn những cái vấn đề tổng quát chung á, thì tôi sẽ trình bày như thế để bà con có cái hướng để mà định hướng cụ thể rõ ràng. Và bà con cũng lưu ý là cái quá trình bón phân chúng ta không thể dựa vào một hai lần bón ở giai đoạn có hoa có trái như là thạc sĩ Thi đã trình bày, mà chúng ta cần phải bón đủ theo quy trình, nghĩa là một cây sầu riêng á, trong 1 hecta người ta phải bón từ 15 đến 25 tấn phân hữu cơ và kèm theo đó là người ta phải sử dụng từ 10 đến 16 kg phân hợp chất cho cả một cái chu kỳ một năm, tùy theo cái mật độ, tùy theo tuổi cây, tùy theo cái loại đất đai cũng như là cái điều kiện môi trường canh tác. Do đó thì không thể có một quy trình chung cho tất cả các vườn. Mỗi vườn cần có một cái quy trình thích hợp. Đặc biệt là khi bà con trồng sen á, thì cần phải lưu ý là cái yếu tố trồng sen nó sẽ tác động đến cái quy trình kỹ thuật của chúng ta và cái việc bón phân của chúng ta nó cũng phải thích nghi theo cái quá trình trồng sen. Vì thế thì cái việc mà chúng bà con tham gia tập huấn hoặc là tư vấn cán bộ kỹ thuật sẽ rất là quan trọng để giúp cho cái vườn mình nó đạt được kết quả tốt. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Mai Văn Trị. Thưa thạc sĩ Nguyễn Văn Thơ, hiện nay thì trong phóng sự vừa rồi bà con nông dân cũng nhắc đến hiện tượng đi đọt gây rụng trái non. Thì anh có thể giải thích rõ hơn về cái hiện tượng này và cái cơ chế tác động làm rụng trái khi mà cây sầu riêng đi đọt không ạ? Kính thưa bà con, thì trong phóng sự vừa rồi nó có nói lên ba cái vấn đề.
Thứ nhất là cây sầu riêng chúng ta dòm thấy cành không thấy lá, cây sầu riêng quá yếu. Trong giai đoạn mang hoa mà dòm thấy cành không thấy lá là không ổn, thì số lá nó quyết định được cái khả năng nuôi được cái trái một độc cái nào và thể hiện được sức khỏe của cây. Thứ hai nữa là có lá nhưng mà lá nhỏ và cái lá nó không có bắn cái đọt lên theo mạnh như mà con mong muốn. Cái thứ ba là bà con vấn đề đang sợ mà cũng như là cô em sẽ vừa hỏi là cái gì nó bị ra đọt trong đoạn ra qua, thì ba cái vấn đề chính đó chúng ta phải lần lượt xem xét nó là yếu tố nào. Thì vấn đề mà cây bị suy kiệt, bị yếu và dòm thấy lá mà không thấy, thấy cành mà không thấy lá đó thì có nhiều nguyên nhân. Như theo phóng sự vừa rồi thì chúng ta nên xem lại cái cách canh tác của chúng ta cho nó phù hợp hơn. Nhất là chúng ta xem lại quá trình thoát nước của sầu riêng nó có tốt hay không, và chúng ta xem lại cái bộ rễ ở dưới nó có bị hư và bị nấm bệnh tấn công hay không, thì hoặc là bị rịp rễ chẳng hạn. Trong mùa khô này rịp rễ cũng rất nhiều, thì bà con nên xem lại cái phần bộ rễ bên dưới. Thế biểu hiện đó thì bộ rễ đã bị hư hại rất là nhiều thì bà con nên quan tâm. Và nếu như hư hại rễ nhiều thì trường hợp nếu như chúng ta bị rịp hay tiếng trùng tấn công bộ rễ thì chúng ta dùng những cái thuốc hóa học mà an toàn, chúng ta dập dịch trước, tức là trị trước, sau đó chúng ta đưa những cái thuốc sinh học như là Chico, DHCT chẳng hạn vào trong đất để chúng ta khống chế lại một số của những cái nấm bệnh có hại trong đất đó. Còn nếu như trường hợp mà chúng ta thấy là cái cây nó rễ vẫn bình thường nhưng mà cây vẫn suy kiệt, nghĩa là bởi chính điều đó có một cái vấn đề gì đó trong cái việc sinh trưởng của cây mà nó không hấp thu được dinh dưỡng của mình, thì bà con xem lại xem là cái pH đất của mình nó có quá chua hay không. Nhiều khi pH đất quá chua mà con bón phân xuống nó không trung hòa được cái cây hấp thu thì cây nó cũng suy kiệt. Nó có nhiều nguyên nhân như vậy, và chúng ta phải cân đối pH lại bằng cách gì? Chúng ta đưa cái canxi là chúng ta đưa vôi vào, lá vôi của mình đó, chúng ta tôi ra rồi chúng ta đưa vào trong cây. Thì tùy theo cây trồng thì độ tuổi cây như thế nào thì chúng ta sẽ đưa trung bình từ 0,5 tới 1 kg cho một gốc. Như vậy thì chúng ta rải xung quanh cái tán và xung quanh cả vùng đất trong cái tán cây đó. Thì như vậy chúng ta tưới nước nhiều vào 3 ngày liên tục thì nó sẽ nâng được cái pH cục bộ của vùng rễ lên. Và sau đó để kìm được cái pH ổn định mức trung tính đó, thì chúng ta đưa cái phân hữu cơ vào. Tức là khoảng sau 10 ngày sau đó chúng ta sẽ đưa cái lượng phân hữu cơ vào. Thì hữu cơ hiện nay có rất là nhiều loại, như phân hữu cơ quay mục mà do bà con tự ủ là phân truyền thống, hay là thị trường có những loại phân hữu cơ khoáng, hữu cơ vi sinh đó, thì chúng ta có thể xem thêm cái liều lượng khuyến cáo đó để chúng ta bón cho nó phù hợp cho cái hướng dẫn của nhà sản xuất. Và cái thứ ba nữa là chúng ta nếu trường hợp cái rễ nó bị tổn thương hay là không tổn thương nhưng hấp thu được thì chúng ta cây đang suy, chúng ta phải bổ sung bên trên lá. Thì theo cái cây trồng là cây thực vật bậc cao, nó có khả năng hấp thu được dinh dưỡng qua lá với tốc độ rất nhanh nhưng tỷ lệ rất thấp, tức là cái hàm lượng mà dinh dưỡng hấp thu nó sẽ thấp hơn so với rễ, và nhưng mà tốc độ hấp thụ rất nhanh. Có một vài nghiên cứu tùy theo cây trồng nhưng khả năng hấp thu dinh dưỡng qua lá nó nhanh gấp 20 lần so với rễ. Cho nên là trong những điều kiện kịch tính mà cây trồng ta cần sức khỏe, chúng ta phun qua lá cũng giống như là trường hợp mà chúng ta bệnh nặng mà không ăn được hay truyền dịch từ nước biển đó, thì cái phân qua lá nó trong trường hợp này nó giống như vậy để nhanh cây nhanh chóng phục hồi trở lại. Thì chúng ta xem ví dụ như trường hợp cây lá nhưng mà trong phóng sự này đó, lá nhỏ quá thông thường yếu và lá nhỏ cái màu sắc nó có những vấn đề thể hiện như vàng, nó không có xanh hoặc là nó không có bung đọt ra được, thì thông thường trên đọt non là thể hiện của hiện tượng cái trung lượng và cái vi lượng nhiều, đặc biệt là vi lượng, nên nó có kẽm và bo cái lá nó dặn dẹo lại và nó rất là nhỏ, nó không có đưa lấy cái đọt lên được. Thì bà con có thể bổ sung thêm một số cái phân bón lá mà dưới dạng hữu cơ để chúng ta mà có khoáng trung vi lượng trong đó dạng hữu cơ để chúng ta đưa vào cây trồng trong thời điểm này thì nó sẽ phù hợp hơn để giải quyết được những vấn đề mà anh chị phóng sự đưa ra. Còn vấn đề quan trọng nóng bỏng nhất là ra hoa và ra đọt. Cái vấn đề này rất là quan trọng. Thì như chia sẻ của thạc sĩ Trị đó, chúng ta thấy là ra hoa nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng. Thứ nhất, tức cái phần cái đọt trong giai đoạn ra hoa đó là nó là đọt non, nó cũng phải cần dinh dưỡng để phát triển, để cho cái lá mau thành thục. Cho nên trong quá trình sinh trưởng đó thì dinh dưỡng nhất là cái đạm và một số đa lượng đó, nó sẽ mang tính là hướng ngọn, có nghĩa là cái ngọn cái đọt là đầu cành đó, nó sẽ hút dinh dưỡng mạnh hơn. Thì khi đọt non nó ra như vậy thì nó sẽ hút cạnh tranh dinh dưỡng, hút dinh dưỡng rất mạnh và cái hoa thiếu dinh dưỡng sẽ bị rụng. Đó về mặt dinh dưỡng. Thứ hai nữa về yếu tố về cái sinh lý là khi mà ra đọt non như vậy thì nó hình thành nhiều cái oxin hơn, như thạc sĩ Trị chia sẻ đó, thì cái oxin đó nó sẽ ức chế, nó làm cái tầng rời của những cái đĩa hoa trong cái cành bên trong nó sẽ rụng nhiều hơn đó. Thành ra như vậy thì hai yếu tố đó nó sẽ cạnh tranh làm cho cái hoa rụng rất là nhiều trong giai đoạn này. Thì có hai phương pháp mà bà con hay sử dụng. Thứ nhất là ngoài cái việc bón phân cân đối trước khi xử lý ra hoa đó mà thạc sĩ Trị đã nêu rất là rõ cho bà con rồi đó, nhưng trong trường hợp đó đôi khi bón phân nhưng cây vẫn hấp thu được hoặc là hấp thu khả năng khác nhau tùy theo cái tuổi cây trồng, thì như vậy dẫn ra hiện tượng gì,
ngay đọt, ngay cái đoạn mà vú mắc cua vẫn là đọt. À, thì bà con xử lý nhất, nếu như đoạn đang lú mắc cua, vừa lú mắc cua, u mắc cua ra khoảng chừng 1 cm á, mà có hiện tượng là nứt năm đọt, thì bà con làm cho ra nhanh luôn. À, tức là làm cho ra là thật là nhanh trước khi sổ nhị. Thì nếu bà con làm nhanh hơn được cái đoạn đó thì coi như lúc đó cây sầu riêng càng tốt hơn, tại vì đủ bộ lá để nuôi được cái trái. Đó, thì bà con có thể dùng một số cái chế phẩm mà phun lên để kích rút cho cái đọt ra nhanh hơn, và bổ sung thêm nhiều cái kali và canxi vào để cho cái lá nó mau thành thục hơn, nó vận chuyển, nó chuyển hóa cái chất tổng hợp carbon tổng hợp trở thành cái dạng tinh bột và đường trong lá, nó hình thành mau hơn, thì cái lá mau thành thục hơn thì nó đỡ cạnh tranh dinh dưỡng. Còn thứ hai, trong trường hợp mà đang sổ nhị đậu trái non mà lại nứt nanh ra đọt ngay thời điểm đó thì bà con rất là sợ, thì có một cách là gì, kiềm hãm lại, phun những chất dinh dưỡng có cái hàm lượng kali cao, như thầy chỉ chia sẻ đó, là thông thường người ta bón phân dưới nước cân đối, thì bón kali cao lên để cho ức chế cái đọt không phát triển nữa. Nhưng trong điều kiện này, cái quá trình thụ phấn của sầu riêng nó diễn ra trong khoảng 1 tuần tới nửa tháng, và cái quá trình đậu trái nó cũng vậy, kịch tính nhất trong khoảng nửa tháng sau khi đậu trái. Thì như vậy nếu thời điểm này mà ra đọt thì cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu bón phân thì thời gian hấp thu sẽ rất là chậm. À, thì ngập này vừa bón phân kali cao dưới vừa trên mà con phun những chất kali cao hơn, hàm lượng kali cao, chẳng hạn như đòn có cái sản phẩm 2C30 đó là dạng kali hữu cơ, nó rất là an toàn. Ta phun vô chặn đọt nhưng không bị rụng bông. À, cái vấn đề chỗ đặt vấn đề là gì? Bà con phun sợ bị rụng bông nữa. Thì đó là một số vấn đề chính mà nêu ra khái quát chung để bà con có những cái ý tưởng để mà xử lý cho cái vườn nhà mình. Còn những câu hỏi cụ thể cho từng vườn thì chúng ta sẽ đi tới phần giải đáp, thì sẽ giải đáp cụ thể từng sản phẩm xử lý nào cụ thể hơn. Vâng, thưa thạc sĩ Mai Văn Trị, ngoài vấn đề về dinh dưỡng thì sâu bệnh, dịch bệnh trong cái thời điểm này bà con nông dân cũng rất là quan tâm. Xin ông cho một vài cái khuyến cáo về dịch bệnh trong thời điểm này trên cây sầu riêng ạ. Thì về mặt sâu bệnh á, thì bà con cần lưu ý là tất cả các biện pháp mà chúng ta bón phân rồi tưới nước cho cây, mà nếu chúng ta không phòng trừ sâu bệnh được tốt á, thì dẫn đến là những cái biện pháp đó cũng không có đạt hiệu quả như là mong muốn. Và cái việc phòng trừ sâu bệnh đôi khi trong những trường hợp nó sẽ quyết định cái năng suất cũng như là chất lượng của sầu riêng. Thì bà con lưu ý là trong bất kỳ giai đoạn nào chúng ta cũng phải đảm bảo là cây nó có cái tán lá phát triển tốt và đầy đủ. Nghĩa là phải bảo vệ cái tán lá nó tốt. Thì đối với cây sầu riêng á, thì bà con lưu ý là nó có một số cái đối tượng gây hại chính sau. Cái đối tượng mà thường làm rụng lá hoặc là cong lá, rồi làm trái lá non á, là rầy phấn. Thì rầy phấn là một đối tượng gây hại rất là phổ biến ở cái vườn sầu riêng, không chỉ là ở Lâm Đồng mà ở nhiều tỉnh khác. Thì bà con cần lưu ý những cái giai đoạn đọt non này chúng ta phải điều tra, chúng ta xác định mật số cũng như là tiến hành để phòng trừ cho kịp thời. Cái thứ hai nữa là cái đối tượng nhện đỏ, thì nhện đỏ cũng gây hại nhiều ở giai đoạn trong mùa khô và tấn công trên lá non và lá đang lớn. Thì những cái lá mà bị gây hại nó sẽ giảm cái sức sống cũng như là cái khả năng dự trữ và cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, dẫn đến là cây nó sẽ suy yếu và cái việc ra hoa đậu quả nó sẽ không tốt. Thì bà con cũng cần lưu ý là ở một số nơi có cái con sâu đục vỏ là một cái đối tượng gây hại cũng rất là quan trọng. Đục vỏ thân cây sầu riêng làm cho cây không hấp thu đủ nước và chất dinh dưỡng ở phần trên tán. Thậm chí là nếu kéo dài thì cây có thể bị chết. Và cái đối tượng cây này cũng rất là nguy hiểm. Trong giai đoạn mà cây sầu riêng ra hoa và trái non á, thì có một số cái loại sâu bướm hay là sâu róm phát triển trên những cái chùm hoa, chùm nụ. Do đó thì chúng ta cần phải lưu ý để kiểm tra và phun thuốc hoặc là các cái biện pháp khác phòng trừ kịp thời để hạn chế cái sự gây hại của các đối tượng này. Thì đặc biệt đối với cây sầu riêng là có một cái đối tượng gây hại rất là quan trọng và thường xuyên, đó là cái bệnh thối rễ cũng như là cái bệnh rét thân do cái Phytophthora gây ra. Thì hiện nay một số loài Phytophthora gây hại trên sầu riêng đã được ghi nhận, trong đó phổ biến là loài Phytophthora banmura, và đối tượng này gây hại trên cây sầu riêng suốt năm nhưng mà tập trung vào những tháng mà mưa nhiều. Thì khi mà cây sầu riêng bắt đầu thu hoạch trở đi thì mưa nó cũng tăng dần, dẫn đến là cái nguy cơ gây hại rất là lớn. Thì đối với việc phòng trừ bệnh này, bà con cần phải tuân thủ cái quy trình phòng trừ bệnh, áp dụng các biện pháp canh tác thích hợp và phải phòng là chính để có thể là ngăn ngừa cái sự gây hại cũng như là cái ảnh hưởng của nó đến cái vườn cây. Ngoài ra thì một số bệnh khác thì cũng có thể ảnh hưởng đến cái sinh trưởng, ví dụ như là nấm hồng,
cái bệnh đốm lá trên sầu riêng, và ở dưới rễ thì có đối tượng là riệp sắt hại rễ cũng như là tuyến trùng, thì bà con cần cũng phải lưu ý để kiểm soát. Tóm lại là nếu mà chúng ta thấy cây sầu riêng chúng ta mà cái bộ lá nó không được xanh tốt như là chúng ta mong muốn, lá rụng nhiều và trơ ngọn, rồi trên thân có những cái vết lét này kia, thì đó là những cái biểu hiện mà cho ta thấy là vườn cây chúng ta đã bị bệnh. Và khi mà phát hiện như thế mà tiến hành phòng trừ thì cũng đã muộn rồi. Do đó bà con nông dân cần phải thường xuyên quan sát, theo dõi vườn cây để kịp thời phát hiện, và chúng ta cũng cần phải nắm rõ các cái đối tượng gây hại quan trọng ở trên khu vực của mình, cũng như là biết được cái giai đoạn phát triển mà cái đối tượng này nó có thể gây hại để chúng ta chủ động đối phó. Thì có như thế thì cái việc mà giúp cho cái vườn cây chúng ta đậu quả nhiều cũng như là năng suất cao nó mới tốt được. Còn nếu mà chúng ta không bảo vệ được cây thì tất cả các biện pháp chăm sóc khác nó cũng không đạt cái ý như là chúng ta mong muốn. Do đó thì hiện nay bà con nông dân cũng gặp khó khăn trong cái việc xác định cái đối tượng gây hại cũng như là việc phòng trừ. Thì về phía trung tâm thì chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ bà con nông dân trong cái việc tư vấn cũng như là tập huấn bà con nông dân về cái kỹ thuật nhận diện sâu bệnh cũng như là cái biện pháp phòng trừ để làm sao chúng ta có thể bảo vệ cái vườn cây chúng ta tốt được. Và chúng ta cũng lưu ý là việc tuân thủ quy trình canh tác rất là quan trọng. Và nếu trồng sầu riêng mà chúng ta không nắm được cái quy trình tổng quát cho cái kỹ thuật trồng đó, thì chúng ta đã có thể là gặp cái trở ngại ngay từ đầu. Và như thế bà con cần phải khắc phục cái điểm yếu này để chúng ta mong là có một vườn sầu riêng đạt hiệu quả cao được. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông Mai Văn Trị. Đầu tiên xin được trả lời câu hỏi của anh Chín có số điện thoại đuôi là 0077. Anh có hỏi rằng tôi trồng sầu riêng, trồng sen trong vườn cà phê 100 cây. Hiện một số cây đã cho ăn năm 3 và năm ngoái thì năng suất được 70 trái một cây, một trái khoảng 3,5 kg. Năm nay thấy rất nhiều bông, vậy thì nên bón phân gì để cho năng suất cao? Và câu tiếp theo là anh có hỏi rằng trồng sầu riêng sen như vậy thì đã cao tới bụng, cây trồng đã cao tới bụng thì nên bón phân như thế nào và mật độ sao cho không bị rợp? Xin mời thạc sĩ Nguyễn Văn Thơ trả lời câu hỏi cho anh Chính ạ. Kính thưa anh Chính, thì theo thông tin của anh thì vậy thì anh trồng sầu riêng của mình là sen với cây cà phê mà đã được 3 năm tuổi và đã cho trái chín được 70 trái trên cây. Thì nếu như 3 năm tuổi mà anh để tới 70 trái trên cây thì cái này hơi quá sức của cây, Thông thường thì sầu riêng nếu trồng chuyên canh đi nữa thì tùy theo cái mức độ sinh trưởng của cây thế nào, thì thông thường người ta khoảng từ năm thứ tư, thứ năm trở lên người ta bắt đầu mới để trái. Còn nếu là trồng sen mà năm thứ ba để trái thì thứ nhất là để trái hơi sớm thì có khả năng là ảnh hưởng tới sinh trưởng cũng như cái bộ tán của cây sầu riêng sau này. Thì chúng ta nếu đã để trái rồi thì chúng ta nên cần lưu ý về dinh dưỡng cho cây sầu riêng được nhiều hơn, được tốt hơn, chứ không khéo thôi là sầu riêng nó mang trái một mùa xong rồi là hết cành và hết lá luôn thì cũng kẹt. Thì anh Chính lưu ý vấn đề này ha. Thì đã cây sầu riêng đã anh Chính đã để trái rồi thì chúng ta nên bón phân cân đối theo cái tư vấn của thạc sĩ Mai Văn Trị vừa qua, tức là chúng ta bón cân đối tỷ lệ NPK theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, và cái lượng phân bón nó phù hợp như thế nào cho cây trồng thì chúng ta phải xem sức khỏe của cây trồng mình nó như thế nào thì quyết định được là một cây đó bón nửa ký hay là một ký, hay là tỷ lệ phân bón bao nhiêu là nó phù hợp. Đó, như thông thường thì sau khi mà thu hoạch xong thì chúng ta nên bón tỷ lệ là 2:1:1. Và sau khi mà chúng ta chuẩn bị làm bông trở lại đó, chúng ta bón là gì, là 0:2:1, hoặc là tùy theo nếu cây hơi bị yếu sức chúng ta thể là bón là 1:2:1. Đó, và khi giai đoạn mà nuôi quả thì chúng ta bón tỷ lệ là 1:1:1, đều như vậy thì nó làm cho cây sầu riêng sinh trưởng về mặt cơ bản thì nó ổn thỏa hơn. Đó, còn cái lượng phân như thế nào thì chúng ta cần phải xem cái cây đó nó sức khỏe thế nào, chúng ta quyết định được lượng bón là nửa ký hay là loại phân gì, như thế nào cho nó phù hợp. Nhưng mà có những một số cái điểm mà anh nên lưu ý thêm. Thì cái hỏi của anh rất là chung thì cho thấy là gì, chắc có thể là nó đã bị hơi bị yếu sức rồi, cho nên anh có đặt một câu hỏi là làm thế nào bón phân gì để đạt sức cao hơn nữa, và đã cao rồi còn muốn cao hơn nữa ha. Rồi thứ hai nữa là một số cái cây trồng mới thì làm sao bón phân cho đừng có bị rớt, tức là đừng cho cây sinh trưởng bình thường. Thì đối với cây trồng mới đó mà cây sinh trưởng mà khoảng chừng một năm hai năm, năm thứ ba đó,
thì thông thường giai đoạn này là giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng nhiều hơn, tức là nó sinh trưởng ra đọt liên tục trong năm, cho nên anh nên chia cái lượng phân bón ra nhỏ trong năm, cứ khoảng là 2 tháng chúng ta bón khoảng một lần thì tốt, bón lượng bón vừa phải. Và chúng ta nên bón thì theo cái cơ bản thì chúng ta nên bón sân phân 3 số hoặc là bón 20-20-15 hoặc là bón ta bón là 3 số 15 hoặc 3 số 17, như vậy thì nó sẽ cân đối hơn. Và thông thường trong giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng này thường ta bón là 3 20-20-15 là chính, chúng ta hoặc là bón DB kết hợp với cái kali, thì như vậy chúng ta cân đối trong gia chi nhỏ cái lượng bón ra trong năm, như vậy thì cây sinh trưởng phát triển cái đọt nó được bền vững hơn. Tuy nhiên trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt hiện nay đó thì chúng ta cần phải bổ sung thêm một số cái vi lượng, trung vi lượng bên trên mặt lá, và như là chẳng hạn chúng ta bổ sung thêm cái canxi, kali và silic giúp cho cái lá sầu riêng nó dày cứng cáp hơn, đỡ mẫn cảm với điều kiện bất lợi môi trường như điều kiện nắng nóng của cánh Tây Nguyên. Như vậy thì rất là tổn hại đến sức khỏe của cây cũng như của lá, gây hiện tượng cháy lá, cho bị rám nắng, cháy lá hay là dễ bị cái một số nấm bệnh tấn công. Thì anh có thể phun định kỳ khoảng một tháng một lần, chúng ta phun cái sản phẩm Silimax trên sầu riêng, nhất là những cái đợt mà sầu riêng vừa cái lá vừa đâm đọt xong mà dạng lá đồng đó, chúng ta phun một lần Silimax như vậy. Thì và chúng ta lưng phiên với treo CMB, thì hai sản phẩm này sẽ giúp cho cái đọt nó được xanh mướt hơn và cái lá được dày hơn đối với sầu riêng con. Còn đối với sầu riêng đã cho trái rồi thì anh có thể ngoài bón phân cân đối theo cái tỷ lệ đã chia sẻ, thì nếu như giai đoạn mà ra hoa thì đang chuẩn bị ra hoa đó, thì khi mà lá đa đọt cái đọt thứ hai đó mà lá mà ngã màu đồng đó, thì chúng ta phun một lần Silimax, chúng ta phun một lần Silimax như vậy thì nó sẽ tốt hơn, và có thể ta kết hợp phun với MKB nếu như mình đang muốn xử lý ra hoa. Và giai đoạn tiếp theo là khi lá đã chuyển sang màu xanh đen rồi đó, chuyển sang già, thì chúng ta lại phun tiếp một lần Silimax và thêm một lần MKB nữa theo cái xử lý của bà con nông dân ở trên đây. Và cái đọt mà khi lá già hẳn thì chúng ta phun tiếp một lần Silimax MKB nữa, thì ba lần như vậy nó giúp cho bộ lá thêm cứng cáp dày dặn hơn và nó hình thành đầy đủ cái lượng tinh bột ở trên lá được nhiều hơn, được đường trên lá nhiều hơn để nó sẵn sàng cho quá trình ra hoa và thụ phấn. Thì khi đó chúng ta khi mà cầm được carbon trên lá cao vậy thì nó tăng được tỷ lệ là C trên N được tốt hơn, thì quá trình chúng ta siết nước kết hợp với siết nước thì có thể khả năng ra hoa được tốt hơn, thì hoa sẽ ra rất là đều. Và khi ra hoa rồi thì chúng ta sẽ sử dụng một số sản phẩm như là hai bao rong 714 để phun vào trong giai đoạn đang nở hoa, phun ra hoa để giúp cho cái quá trình thụ phấn được tốt hơn. Hay chúng ta có thể phun thêm cái chế phẩm bone flower để giúp cho cái mầm hoa nó ra được tốt hơn nếu điều kiện được thời tiết nó bất lợi. Đó là một số cái tư vấn cơ bản trong giai đoạn xử lý ra hoa và nuôi hoa của anh trong giai đoạn này, thì như vậy nó sẽ đạt kết quả tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Văn Thơ. Tiếp theo xin được trả lời câu hỏi của chị Phượng có số điện thoại đuôi là 6577. Xin lỗi, 6557. Chị có đặt hai câu hỏi như sau ạ. Đầu tiên là nhà tôi đang trồng sầu riêng xen với cà phê, thì nên để mật độ cây bao nhiêu là vừa, tỷ lệ 3x3m được hay không? Chị lưu ý là hiện nay cà phê đã rụng bông và sầu riêng cũng đã ra trái non. Câu thứ hai chị muốn hỏi là sầu riêng mùa này bị nứt thân thì nên xử lý như thế nào? Xin mời thạc sĩ Mai Văn Trị. Xin chào chị. Thì ở đây chị trồng xen cái cây sầu riêng xen với cây cà phê. Do đó thì cái việc mà chăm sóc á, thì chúng ta phải chăm sóc đồng thời hai cái cây trên một cái không gian. Do đó thì có thể là cái việc chăm sóc này nó sẽ ảnh hưởng với nhau. Thì về nguyên tắc á, khi mà chúng ta trồng hai cái cây trên một cái diện tích đất thì chúng ta phải tích hợp về, một là tích hợp về mặt dinh dưỡng. Làm sao cái dinh dưỡng chúng ta bón cho cây nó phải phù hợp cho hai đối tượng. Cái thứ hai nữa là tích hợp về mặt không gian, nghĩa là làm sao cái mật độ khoảng cách của hai cái cây này trong một cái diện tích nó phù hợp để đáp ứng cái nhu cầu sinh trưởng của cả hai cây. Và thứ ba nữa là tích hợp về mặt phòng trừ sâu bệnh. Bởi vì khi hai cây trồng xen với nhau thì sâu bệnh nó có thể là tương hỗ với nhau để nó nhiều hơn, hoặc là nó có thể là hạn chế. Thì thông thường là nó làm tăng cái mức độ nguy hại của sâu bệnh đối với đối tượng gây hại. Do đó thì chúng ta phải lưu ý ba cái việc này để giúp cho cái việc trồng sen chúng ta nó thích hợp. Thì trong các quy trình sản xuất á, thì người ta cũng phải lưu ý những cái yếu tố này để giúp cho cái việc mà trồng sen chúng ta đạt kết quả cao. Thì về mật độ á, thì nói chung á, là mật độ mà dày á, thì chúng ta sẽ phải tỉa cành tạo tán nhiều khi mà cây nó trưởng thành, để tránh trường hợp là cây nó giao tán. Do đó thì nếu mà chúng ta có đủ sức, đủ công để mà tỉa cành tạo tán sau khi thu hoạch hàng năm
để giúp cho cây nó không giao tán thì chúng ta có thể áp dụng cái kỹ thuật trồng dày. Còn nếu không thì người ta sẽ trồng làm sao mà ở cái mức độ tỉa cành giao tán vừa phải thì cây nó không có giao tán nhiều, dẫn đến là chúng ta phải tốn nhiều công để tỉa cành. Do đó thì ở cái mật độ 33 đối với cây sầu riêng tôi nghĩ là nó quá dày. Thì ở như ở Úc thì cái trồng thuần thì người ta sử dụng cái khoảng cách từ 8 đến 12 mét cho một cây. Như vậy thì chúng ta nghĩ là cái năng suất họ thấp. Nhưng mà thực ra thì cái việc quản lý vườn cây là tổng hợp của việc chi phí và cái thu nhập. Thì nếu mà chúng ta trồng thưa thì cái sâu bệnh nó nhẹ hơn, dẫn đến là cái chi phí chúng ta bỏ ra nó thấp hơn. Và do đó cái thu nhập thì nó cũng không có thua so với là trồng dày. Đặc thù nữa là ở những vùng mà thiếu lao động thì chúng ta không thể trồng dày được, bởi vì cái việc chăm sóc cái nhu cầu lao động rất là cao, dẫn đến là chúng ta không có đủ lao động để đáp ứng cho cái nhu cầu cái chăm sóc vườn cây. Do đó thì cái việc xác định mật độ thì cũng phải phụ thuộc vào cái yếu tố lao động bên cạnh cái kích thước tán. Cái thứ ba nữa là cái việc mà chúng ta trồng sen thì hai cây này nó sẽ cạnh tranh với nhau về mặt không gian. Do đó thì nếu mà trồng sầu riêng quá dày thì cái cây cà phê sẽ không còn chỗ. Và như thế thì chúng ta phải tỉa dần cái cà phê ở dưới tán sầu riêng để làm sao nó không có cạnh tranh với nhau, dẫn đến là cái hai cây đều có thể cho được cái sản lượng mà có thể đảm bảo là cái thu nhập tổng của cả vườn nó cao hơn là so với một cây trồng thuần. Thì chúng tôi cũng có tiến hành một số cái mô hình ở huyện Châu Đức của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì cho thấy là phải giảm dần cái khoảng cách của cây cà phê, phải giảm dần cái số cây cà phê ở gần cái cây sầu riêng. Và cái khoảng cách của cây sầu riêng thì người ta trồng thiết kế ngay từ đầu là khoảng cách từ 9 đến 12 mét tùy theo cái mật số, tùy theo cái khoảng cách của vườn sầu riêng trước đó. Và người ta sẽ bố trí cái cây sầu riêng là thay thế cái cây cà phê ở cái vị trí đó. Ví dụ như là bà con trồng khoảng cách là cây cà phê là 3 mét 3 mét thì chúng ta trồng khoảng cách sầu riêng là 9 hoặc 12 mét. Thì như thế cái cây sầu riêng nó sẽ thế cái cây cà phê. Và xung quanh cái cây sầu riêng đó là chúng ta phải tỉa dần cái cây cà phê để tránh cái cà phê nó ảnh hưởng đến cái tán cái sầu riêng. Thì bà con cũng lưu ý là ngay từ đầu mà nếu chúng ta không tỉa để cây cà phê nó cạnh tranh với cây sầu riêng đó, thì cái tán sầu riêng nó sẽ không tròn đều và có thể là bị lép tán. Hoặc là trường hợp là cây sầu riêng nó sẽ mọc vóng lên để nó tạo tán ở trên cái tán của cây cà phê, dẫn đến là cái quả nó rất là cao, do đó chúng ta sẽ rất khó để quản lý phòng trừ sâu bệnh cũng như là thu hoạch. Thì do đó thì cái việc trồng sen với cà phê là chúng ta cần phải thay đổi cái tập quán canh tác chút xíu về cây cà phê để đảm bảo cái nhu cầu sinh trưởng phát triển của cây sầu riêng. Thì như vậy thì theo tôi nghĩ là ngay từ đầu bà con có thể trồng cái khoảng cách từ 9 đến 12 mét nếu mà khoảng cách cây cà phê là 3 mét 3 mét, như là một số mô hình chúng tôi thực hiện ở miền Đông. Thì như thế thì cái ảnh hưởng của cái việc mà giao tán giữa hai cây sầu riêng sau này nó sẽ ít đi. Đặc biệt là trên đất đỏ thì cái thường thường kích thước tán cái sầu riêng nó rất là lớn. Do đó thì chúng ta cần phải trồng tương đối là thưa so với một số cái khu vực khác. Thì như thế thì sẽ làm cho cái cây sầu riêng nó phát triển tốt được. Cái thứ ba nữa là sau này thì cái cây cà phê sẽ là cây phụ và cây sầu riêng là cây chính. Do đó thì số lượng cây cà phê trong vườn sẽ được tỉa dần đến mức độ là nó còn rất là ít, thậm chí là chỉ giữa những hàng sầu riêng thôi. Thì chúng ta phải có một cái mục tiêu canh tác chính để chúng ta làm cây chính, để làm sao mà chúng ta áp dụng cái quy trình canh tác nó phù hợp, chứ không thể là đồng thời vừa trồng sầu riêng vừa trồng cà phê mà cái mật độ nó cây ở trong một cái diện tích nó không giảm nhiều được, mà phải nó giảm phù hợp so với nhu cầu sinh trưởng của cây sầu riêng. Thì đây là một số cái thông tin mà chúng tôi muốn trao đổi với chị về cái mật độ cây ở trong vườn. Cái thứ hai nữa là cái thạc sĩ Mai Văn Trị. Còn một vấn đề nữa là nứt thân. Thì nứt thân trên cây sầu riêng á, thông thường thì theo chúng tôi quan sát thì nứt thân có thể do một số nguyên nhân. Thí dụ là do cái con rịp vẫy hay là rịp dính nó tấn công ở trên thân, nó làm cho cái cây bị nứt thân. Nhưng mà phổ biến là thường thường do cái bệnh thối vỏ chai nhựa Phytophthora gây ra. Thì đối trường hợp này nó cũng thường xảy ra ở vườn sầu riêng. Trồng sen với lại cây cà phê, do cà phê nó dày, nó tạo cái ẩm độ rất là cao ở trong vườn. Hai nữa là bà con lại trồng trong cái kiểu là
trồng sâu giống như là trồng cây cà phê, dẫn đến là thoát nước không tốt. Do đó thì thường những cái vườn sầu riêng trồng sen cà phê thì cái hiện tượng mà bệnh do cái Phytophthora gây ra rất là nhiều. Thì để phòng trừ bệnh đây, bà con cần phải tạo vườn cây thông thoáng, áp dụng các biện pháp phòng trừ. Trong đó thì lưu ý là cái biện pháp canh tác là chúng ta áp dụng ngay từ đầu, kết hợp với phòng trừ bằng cái một số cái sản phẩm sinh học, thí dụ như là sử dụng cái Trichoderma, và có thể áp dụng cái thuốc hóa học, thí dụ như là chúng ta phun cái Agrifort 400 hoặc là tiêm thân với lại cái Agrifort 400 để chúng ta phòng trừ cái bệnh này. Và lưu ý là một khi bệnh nó xuất hiện thì rất khó để phòng trừ triệt để được. Do đó cái biện pháp phòng là chính để giúp cho cái vườn cây chúng ta có cái áp lực bệnh thấp ngay từ đầu và giảm được áp lực bệnh trong quá trình chăm sóc để tạo cái sự phát triển bền vững cho vườn cây. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn Thạc sĩ Mai Văn Trị. Do chương trình thời lượng còn rất ít nên chúng tôi chỉ trả lời được thêm một vài câu hỏi của bà con nông dân nữa thôi ạ. Xin được trả lời câu hỏi của anh Hòa và cũng như anh Hiệu. Anh có hỏi rằng tôi xem chương trình thấy nói nhiều đến bo, nhưng bo xịt nhiều cũng gây nguy hiểm cho cây. Vậy thì có loại bo nào an toàn để xịt cho cây hay không? Và anh Hiệu thì hỏi rằng cây sầu riêng có sản phẩm nào góp phần đậu trái tốt hay không? Vì mọi năm ra hoa rất nhiều, nhưng đậu trái kém, hầu như năm nào trái cũng bị rụng trái non rất nhiều. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Văn Thơ trả lời câu hỏi cho anh Hòa và anh Hiệu. Và lưu ý là chúng ta chỉ còn mấy phút thôi. Thưa anh Hòa và anh Hiệu, cho thời lượng chương trình còn ít, thì tôi sẽ nói nhanh về vấn đề cái bo. Dĩ nhiên bo là yếu tố vi lượng, sau này nâng lớp trung lượng, nhưng mà thực ra nó là vi lượng. Thì bón bo nhiều, phun bo nhiều đã vi lượng thì ít, phun nhiều sẽ bị ngộ độc, sẽ bị gây hại. Phun bo để tăng đậu quả, nhưng nếu như chúng ta phun bo nhiều quá nó sẽ rụng luôn những quả đã đậu, nó là con dao hai lưỡi. Và hiện nay chúng tôi đưa ra những cái sản phẩm bo gọi là bo hữu cơ, có nghĩa là khi chúng ta phun vào sẽ rất an toàn, khi cây cần sẽ lấy ra sử dụng từ từ, nó không gây ngộ độc cho cây trồng. Chúng ta đỡ lo cái hiện tượng là bị rụng do phun bo quá liều. Và sản phẩm của Đục Trời Trời trong điểm hiện nay đó, chúng ta có thể phun sản phẩm bo 2 bo rong 74, chúng ta có thể phun từ 2 tới 3 lần trong suốt giai đoạn mà ra hoa và nở hoa của sầu riêng, như vậy nó sẽ giúp cho mình đậu trái được tốt hơn. Còn quá trình mà rút cho cái tăng đậu quả cũng như rút cho cái bông hóa ra đều đồng loạt hơn đó, thì chúng ta có thể phối hợp thêm sản phẩm là bông flower kết hợp với 2 bo rong 74, chúng ta cùng một lúc, vậy tiết kiệm công hơn. Trong giai đoạn nhú mất cua chúng ta phun một lần, tới khi giai đoạn mà cái bông đang phát triển đó, chúng ta phun thêm một lần nữa bông flower là 2 bo rong 74. Khi mà đang chuẩn bị một hai hoa trên chùm nó sổ nhị, trên cây nó sổ nhị, thì chúng ta bắt đầu phun thêm một lần là bơm flower hoặc là vitazim kết hợp với bo 2 bo rong 74, như vậy sẽ giúp cho đậu trái được tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Văn Thơ. Thưa bà con nông dân và các bạn, do thời lượng chương trình có hạn nên chúng tôi xin được tạm dừng phần tư vấn trả lời câu hỏi của bà con nông dân tại đây. Những câu hỏi chưa được trả lời thì lực lượng Ba Cùng của tập đoàn Lộc Trời sẽ liên hệ trực tiếp và trả lời thắc mắc cho bà con nông dân. Đến đây thì chương trình xin được tạm dừng. Hy vọng rằng những tư vấn của các kỹ sư trong chương trình sẽ giúp cho bà con nông dân có thêm những tham khảo để chúng ta có thể chăm sóc được tốt cây sầu riêng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay ra hoa và đậu quả. Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia cùng với chúng tôi trong chương trình tuần này, và xin chào. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong những chương trình lần sau. Công nghệ lên men từ những lời cá nhân vị sâu New Zealand đã tạo ra sản phẩm Hút Keo. Hút Keo, giải pháp mới cung cấp dinh dưỡng thông qua hoạt động tưới nước cho cây trồng. Hút Keo cung cấp dinh dưỡng hữu cơ dạng nano giúp cây hấp thu tốt trong điều kiện mùa khô. Hút Keo giữ ẩm và cải tạo đất nuôi dưỡng bộ rễ mùa khô. Hút Keo phân tưới ống tốt cho nhiều loại cây trồng như tiêu, cà phê, cam, quýt. Rút keo giữ rễ mùa khô, thu vô bằng tỉ, sản phẩm do Bảo vệ thực vật An Giang phân phối.